triển lãm sinh vật cảnh Ngô Sài, thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội. Xin mời quý vị và các bạn tham quan. Đây là một tác phẩm xanh hai thân. Xanh dáng trực huyền. Đây là một cái xanh này. Cái này là cái thanh quê anh. Cái này thì quê rõ ràng nhé. Yeah. Nhưng mà chỉ phải nói là sâu quá. Lá sâu hết kìa. Anh ơi, cái này đẹp này nhỉ. Đây là một cây xanh này. Xi đây. Cây xi này được làm theo lối cổ. Cây xanh. Cây xanh này là xanh Nam Điền đây. Cây này quá đẹp nhỉ. Yeah. Quá đẹp. Ấm cây đây nhỉ. Ấm cây. Tàn ấm tàn. Rất chuông mà lá đều. Cái lá đều. Cái này ký ở trên cái hòn đá này cũng hợp lý này. Vì cây nó thấp. Đá thấm. Đá là cái nó kênh cái phong cao. Anh đang làm ở chương trình gì đấy anh? À, anh vào YouTube anh xem kênh công nghệ thông tin và cuộc sống thì có cái video hôm nay. Thỉnh thoảng em ở nhà thỉnh thoảng cứ hay theo dõi mà. Vậy. Và hỏi anh thì là mà chúng em còn xem. Xanh này, cái này cũng là xanh Nam Điền đây. Tuổi đời đấy nhỉ. Anh quên tên đi. Quên rồi. Cũng có mang vài ba tác phẩm ra ngoài đây để mà làm cái phong trào ấy nhỉ. À, anh có cây trưng bày đây à? Đây là cây mộc. Cây mộc được cây như này cũng hiếm anh nhỉ. Cây nó lùn cây như này nhỉ. Cây kia mới là cây đẳng cấp anh nhỉ. À rồi cây đấy đẹp rồi, ok cây đấy quay sao cái này cũng được này. Cái này mộc thường thường là họ thân nhỏ dáng cao nhưng mà cây nhỏ nó luôn như này cũng là đẹp này, cũng là cái điều khó, rất cân đối anh nhỉ, cân đối tán âm tán đẹp. Hoa mộc của nó rất là thơm, đang có hoa này. Cái này không thấy treo biển nhỉ. Chắc không muốn liên doanh. Đây là cây xi này. Cây xi cũng rất là đẹp. Xi ba thân. Chơi xi bây giờ nhiều người cũng đòi hỏi là bông tán mịn như thể xanh. Chỉ cần cốt cây đẹp là ok. Lúc nó ra lá non nhìn rất là đẹp. Đây là cây xanh hai thân.
xanh này, xanh bám đá. Đây là khu vực trưng bày những tác phẩm bonsai nhỏ để bàn. Rất nhiều những tác phẩm nét, chất lượng cao. Đây là một cái xanh dáng siêu này. Xanh này. Đây là cái si. Cây này quá già. Xanh này. Cây nguyệt quế. Đây là một hòn non bộ. Tác phẩm này được đặt tên là Thiên Môn Sơn. Rất là đẹp. Xanh này. Đây là một cây si. Cây này lùn cây, lu cục. Vẻ đẹp nha. Cây này cũng nhiều tiền đấy nha. Đọc đến cũng nhiều tiền đấy. Kiếm cái si này khó biết đâu. Xanh thì nhiều, si thì ít. Xanh này. Xanh nữa này. Xanh này. Cây xanh. Cây này tương đối hoàn thiện. Đây cũng là một cây xanh. Xanh Nam Điền. Xanh này. Rồi này. Xanh này. Cái này kiểu dáng lạ. Rồi này. Cây này dăm được làm rất là kỹ này. Hiếm mấy cây làm dăm kỹ như này. Đây là một cây đề này. Cây đề này cũng già rồi.
da của nó chùn lại này. Xanh này. Dưới này. Cây này cũng rất già rồi. Lá nhỏ li ti rất là đẹp này. Xanh hai thân này. Cây đẹp. Tán được làm ấm tán tự nhiên. Cây xanh nữa này. Cây này xanh này lùn cây. Cũng được chia bông. Nhưng cũng có những cái nét tự nhiên ở cây xanh này. Xanh này. Dưới này. Cái dưới này rất là tuyệt vời. Đường chuyển của thân rất là hay này. Và bộ tán được làm tự nhiên rất là đẹp. Nhìn tác phẩm này rất là mê. Xanh này. Xì. Xanh này. Xanh này. Đây là một cây lập vườn. Cái xì này quá hay luôn này, nhỏ nhưng rất là đẹp. Một tác phẩm xì rất là tuyệt vời. Xanh này. Xanh bám đá. Đây là cây mai chú thủy. Cái này đẹp. Bác không phải là bác quần luôn. Hình của mình là cũng à, đúng cùng thông tin với cuộc sống. Đúng rồi. 6-200 cân của bác đó. Rồi cảm ơn. Xanh này. Đây cũng là một tác phẩm xanh. Tác phẩm bonsai nhỏ để bàn tại triển lãm sinh vật cảnh Ngô Sài đã chia sẻ tới quý vị và các bạn.